quá một tiếng à? Đấy. Bố ba đẹp trai mà khỏe nhất chợ đấy. Khỏe nhất chợ. Đừng có anh Đực nào gọi điện là được. Đấy. Có anh Đực nào gọi điện là chết dở. Đấy. Ông đấy, mà như anh kéo cái áo xuống đi. Rồi rồi, bác cứ thoải mái đi. Độ cái bụng của anh. Bụng anh cũng xấu chứ, bụng tốt thì đang sợ cái bụng xấu. Anh chưa thử được cây nào à? Cái này chưa lấy được. Ôi cây này cũng túc đây nhỉ. Tiếp dễ nó ấy nhỉ. Dễ nó đỏ như là lá này. Tiếp. Có thời tiết mùa mưa đâu vậy. Nhiều tiền không anh? 2,5 củ. Trình vênh giá thế này mà nhỉ. Giá em mà cho anh em chơi thoải mái. Đấy. Sau viên gọi điện nhá, nhớ gọi điện nhá. Chính bỏ viên đá sau đẹp hơn. Dạ. Bỏ viên đá sau đẹp hơn. À, em lấy của người ta làm sẵn thế mà. Cầm cái quán điểm này thì giữ lại cái điểm đấy. Vâng. Đẹp, con này gắn dính vào nhau bây giờ mà để bớt bốc đi về. Thì nó khó. Anh bốc về anh bỏ đi. Đấy. Cho anh lấy ngày. Nhiều khi là cứ phải để nó ngứa mắt vào người ta muốn rồi. Về phá thì tao phá. Về cho anh có cái để làm nó quái. Em cho anh cây. Anh cho em 2 triệu. Đơn giản đi đâu, bây giờ cho cái này. Tôi tặng bạn cây, bạn tặng tiền. Đúng thức đấy đúng không? Tôi cho anh cây, anh cho tôi tiền. Cây cối này giá hợp lý đấy. Đa đa. Bé nhưng mà được đấy. Cùng ai xì ba tiền. Nghệ nhân. Quyền ơi. Quyền. Ơi. Nghệ nhân. Đang nắm cây về thế. Nghệ nhân. Là thế này. Đâu. Xong cây rồi. Lại làm phiền anh Hiếu tí nhỉ. Làm phiền anh Hiếu. Anh Hiếu cho xin giá cây mai đi. Cây mai 12 củ. Anh đọc số của anh được không? 0983 0983 16 16 0983 16 1698 1698 500. Anh Hiếu nhé. Bạn ơi. Cái xin 500 của anh được không? Bán hết. Giao lưu anh Quyền đấy. Để mở hàng cho nó trôi. Ấm rồi, hôm nay lại thì ấm. 500 nghìn thì MC tay chuột già. Đấy, đấy quay luôn đi cho đây, bà đây. Con biết. Ôi, chúc mừng bác nhé. Phía sau ra là 9 triệu. Ngồi đấy thu tiền rồi, sướng thật. Mai chuyển sang nghề buôn cây mất. Ngoài này ngồi đóng thuế cao anh. Ra giờ anh không chú ý, cứ yên tâm đi. Lắp đây, ngồi ké chỗ này thôi gọi là... là lọt vào ông nào thì đến lượt mình thôi. Ui tác phẩm cuối hay quá. Tác phẩm cuối này bao tiền anh? Này 6 triệu. Đẹp đấy. Rất khỏe. Nhìn thích nhỉ. Bồn tốt. Đẹp đẽ đầy đủ. Hôm nay không chơi chơi cái gì. Này mà có tiền thì mua. Em có đâu bao nhiêu? Cái túc này cũng thời gian mà lại có giá niếc đầy đủ rồi. Rẻ. Ôi, hôm nay tự nhiên hôm nay phiên này rẻ thế. Đây nước này. Đâu lúc rẻ mình không có tiền mua. Ai có nhu cầu hỏi thêm cây nào thì cứ alo nhé. Alo. Con này là bao tiền đấy anh? Con này 1 triệu. Sung nghe.
Ở đây. Bên ngoài nhất là Đổ gập hoàn toàn chuyện. Gọi bác Hiếu đi nhá. Đây khu vực có bác ở xa lên đây. Kiếm được con long lùn nào không? Anh à, chơi gì? Uống nước đi anh. Bẻ luôn đấy. Chuẩn đấy. Ô, tưởng vừa nãy ra đi một đồng chí rồi. À đây còn thêm khác à? Phi lao à? Phi lao. Vừa mới cho đi cái này thôi đúng không? Vừa mới ra đi đúng không? Đi cắt. Cùng khối. Hai cùng thử một khối mà. Đưa me. Me vừa vào là 700. Cái cúc đây thì cũng không giá rẻ. Chết để xe đằng kia không biết mà. Không để ý là mất chơi. Đi mua cái ăn mỏng mỏng không bao rồi đẹp đấy. Đấy, cái chợ hôm nay cái chợ rất vui, thời tiết dễ chịu, có khí lạnh lạnh và rất là nhiều cây đông đúc. Cây đẹp hay không thì ta không nói tới, vội. Đây bác hôm nay có vẻ rất nhiều nơi lên, có hùng đen lên bán hôm nay khá rẻ. À, thế là lên đường đấy. Trông điệu điệu phết nhỉ. Hay chứ. Nếu mà thích dáng cổ thì hay đấy. Nhìn chơi nó khoái 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 tí. Đấy. Lại ở đây rồi. Nay thời tiết đẹp quá. Không, gì cả, không đi không được. Thế nào đây? Và nay thời tiết đẹp quá không đi không được. Thời tiết này quá trời. Vừa vào Việt Hội. À thế à? Đây đang bị với này, chiều cho lên mạng nhé. Hà đang bản cây xanh. À thế à? Nhá. Đây là Hà ở An Khánh. Hà An Khánh. Hà An Khánh. Bốn phân đồ Hà An Khánh. Anh có cần chỗ nhà thằng Đạo không? Có.
tạm kinh đấy. Giơ tay lên xem nào, cái cây cao bao nhiêu? Đấy. Cao 1m3. 1m2. Cái hồi này của ai? Của em. Đặng như là ở trong làng em ở trên cùng anh em nhau rồi. Chúc mừng. Ủa có Đặng như là ông bà Hà. Cũng 7 năm rưỡi. Không một cả nhá. 7 năm rưỡi. Đi kẹo. Còn bê bê. 7 năm rưỡi. Tường Vi này cũng hay chứ nhỉ. Tường Vi nhỉ. À đâu, ổi. 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 Nhìn từ từ Tường Vi. Ờ, nhìn chỗ này tím này nhìn như Tường Vi thật. Mấy đồng mà bác? Bán rồi. À bán rồi. Quá nhỉ. Hôm nay tưởng cái Tường Vi không hỏi, không hóa là chị ổi. Đấy đúng là chuyên gia ổi đấy anh nhỉ. Ngày xưa chỉ có ổi đấy anh nhỉ. Ổi. Con này kê đẹp anh. Ngày xưa còn ở quê đâm ra thích ổi. Bây giờ vẫn thích nhưng mà dưới này để riêng xe thôi. Kê đẹp gì luôn. Đỗ mà ra quả được cây này nhỉ. Thế cái này điểm răm quả thôi một cười nhỉ. Không mình mini mình cứ tỉa liên tục cũng khó. Ừ tỉa liên tục còn gì sao ra không bao giờ ra. Đây con này mà biết là mốc rồi đấy. Tưởng Tường Vi lúc sáng đi qua để. Hay đấy.